Ok, xin chào anh em, lại là mình đây. Mình là Minh Khang đến từ Coi 68. Thì cũng giống như thường lệ mà thôi, thì ở những video mà tầm cỡ khoảng giữa tuần đó, thì mình sẽ đưa đến cho anh em những cái thông tin diễn biến nó đã xảy ra như thế nào đối với thị trường của chúng ta trong vài ngày qua. Và mình sẽ không dài dòng nữa đâu, tại vì là cái nội dung của video ngày hôm nay nó cũng khá là dài đó, nên là mình cũng sẽ tiến ngay vào nội dung chính của video ngày hôm nay đến cho anh em thôi. Vậy thì chắc hẳn là chúng ta đã rất là vui rồi đúng không? Tại vì ngày hôm qua đó, mở đầu tuần ngày hôm qua, thì Bitcoin đã thiết lập một cái ATH mới. Đó, thì dường như là khi nhìn vào cái biểu đồ này thì anh em cũng có thể dễ dàng nhận thấy rằng là để mình mở cái biểu đồ tuần đi, thì Bitcoin đó sau khi mà đạt một cái mốc ATH tại gần 67.000 đô thì chỉ mất khoảng 3 tuần thôi anh em. Chỉ mất khoảng 3 tuần để có thể phá vỡ cái mức đỉnh cũ này. Vậy thì trong tuần này thì theo cái đánh giá của mình á, thì đây là một tuần dường như là có những cái sự kiện cực kỳ lớn và có những cái tác động rất là tích cực đối với Bitcoin ở trong tháng 11 này và cũng trong cái chu kỳ tăng trưởng của Bitcoin từ đây tới cuối năm nữa. Nhưng mà chúng ta hãy tạm gác lại những cái thông tin tích cực đó đi, mà mình muốn nói ngay đến cho anh em một cái thông tin mà theo mình nghĩ rằng là nó cũng khá là tiêu cực ấy. Tại vì chúng ta hãy đi từ những cái tiêu cực trước rồi đến tích cực sau thì nó mới suôn sẻ được. Đó. Thì đầu tiên á, mình cũng sẽ xin chia sẻ đến cho anh em là cái thông tin tiêu cực đầu tiên mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em đó là gì. Đó chính là về việc mà anh em có còn nhớ rằng là cái dự luật cơ sở hạ tầng tiền mã hóa mà của chính phủ Hoa Kỳ họ đưa ra vào tầm khoảng tháng 7, tháng 8 không? Thì ở trong những cái video đợt trước mình cũng đã giải thích rất là kỹ về cái nội dung của cái dự luật cơ sở hạ tầng này nó đã ảnh hưởng như thế nào và nó có những cái điều khoản, nó có những cái định nghĩa như thế nào. Thì nếu anh em nào mà lần đầu nghe về cái dự luật cơ sở hạ tầng này thì anh em có thể tìm ngay ở những cái video ở phía bên dưới, mà mình sẽ để cái link bên dưới cho anh em ha. Thì chúng ta nói nôm na một cách đơn giản rằng là cái dự luật này nó có một cái khái niệm về những người môi giới tiền mã hóa, nó rất là rộng, nó bao gồm cả những nhà phát triển, những nhà tạo lập thị trường, những nhà khai thác, nhà phát triển nốt, vân vân và mây mây đó. Thì bởi vì cái khái niệm, cái định nghĩa của chính phủ Hoa Kỳ họ đưa ra nó rất là rộng như vậy, nên cái việc thực thi, việc báo cáo thuế thực thi giữa các những cái người họ nằm trong cái khái niệm đó, nó thực sự là nó không đơn giản thế nào anh em. Ví dụ như bây giờ mình thực hiện một cái giao dịch đúng không, mình thực hiện một cái giao dịch trade, mình thực hiện một cái giao dịch chuyển đổi tài sản mã hóa của mình về một cái ví lạnh nào đó, thì cái giao dịch nó phải được xác nhận bởi những nhà xác thực, những cái trường xác thực nốt. Thì mình đâu có biết ai là ai đâu, nó rất là rộng như vậy. Mà dựa theo cái định nghĩa này thì tất cả những người liên quan đến cái giao dịch đó đều phải báo cáo thuế hết. Thì cái vấn đề này là cái vấn đề bất khả thi về mặt công nghệ, cũng giống như là bất khả thi về cái tính thực tế của nó nữa. Nhưng mà không may cho chúng ta rằng là sau khi được Thượng viện thông qua, thì cuối cùng những cái nỗ lực cuối cùng của chúng ta ở cái điểm dừng chân là Hạ viện, có thể là họ sẽ sửa đổi, họ sẽ ra sau đó, thì cuối cùng cũng tan theo mây khói luôn. Và cuối cùng Hạ viện cũng đã thông qua cái dự luật này và giữ nguyên cái phiên bản gốc của dự luật ở trạng thái ban đầu, tức là vẫn bao hàm cái định nghĩa nhà môi giới nó rất là rộng như vậy, không hề có bất cứ một sửa đổi nào cả, và tất cả Thượng viện, Hạ viện đều đã thông qua rồi và chỉ còn chờ để đưa lên Tổng thống Joe Biden ký và ban hành luật này thành hiệu lực mà thôi. Nhưng mà chúng ta vẫn còn một cái hy vọng nhỏ nhoi rằng là sao, là mình như cái thông tin mình chia sẻ trên màn hình đây, thì anh em có thể thấy rằng là ông Terry Brito, thì ông là một cái người rất là nổi tiếng trong cái việc gọi là vận động hành lang về lĩnh vực tiền mã hóa tại Hoa Kỳ đó. Thì ông đã chia sẻ những cái kế hoạch của ông để có thể nhen nhóm cái hy vọng nhỏ nhoi này. Tại vì anh em biết sao không? Vì khi mà luật được Tổng thống Joe Biden ký rồi á, thì phải đến ngày 1 tháng 1 năm 2024 đó thì luật mới có hiệu lực. Đó, nhưng mà bây giờ dường như tại thời điểm này nó chưa có hiệu lực đâu, nhưng mà dường như đã được thông qua bởi Thượng viện, Hạ viện. Thì cái việc mà có hiệu lực hay không thì chỉ còn thời gian mà thôi. Nhưng mà phải đến ngày 1 tháng 1 năm 2024. Đó. Thì á, theo cái nhận định của Jerry Brito đó, thì ông nói rằng là ông sẽ thực hiện những cái cách như sau. Thì đầu tiên ông sẽ cùng cái đội ngũ ở bên Thượng viện thực hiện một cái dự luật chi tiêu thứ hai, lớn thứ hai, và có thể sửa đổi. Đó, và có thể sửa đổi, và sẽ sửa đổi cái dự luật đó để có thể áp vào cái dự luật cũ này. Đó, áp vào cái dự luật cũ này để có thể tiến hành sửa đổi một số cái, giống như là mà ở đây mình cho rằng đó chính là cái khái niệm về nhà môi giới tiền mã hóa. Và sau đó ông sẽ vận động tiếp một số thành viên của Hạ viện đó để có thể giới thiệu một cái dự luật độc lập song song bên cạnh đó.
mà cái dự luật độc lập này nó lại mang một cái nội dung rằng là những cái điều sửa đổi cái dự luật cơ sở hạ tầng tiền mã hóa mới vừa được thông qua này đó, và họ có 2 năm để thực hiện điều này trước khi cái dự luật cơ sở hạ tầng này nó được ban hành luật và được áp dụng cho dân chúng vào ngày 1 tháng 1 năm 2024 đó. Thì mặc dù là những cái sáng kiến, những cái ý tưởng của Terry Brittle nó có thể là nhen một chút hy vọng le lói mà thôi, nhưng mà đây cũng thà có hơn không, đúng không anh em? Thà chúng ta có một cái hy vọng ở đó để mà chúng ta có thể sửa đổi còn hơn là chúng ta không có. Và nếu cái dự luật này mà không thể nào sửa đổi nữa mà sẽ được ban hành trực tiếp luôn và cái hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2024 thì đây dĩ nhiên là một cái thông tin rất là tiêu cực đối với thị trường của chúng ta, tại vì là nó sẽ dính líu nhiều đến cái khái niệm nhà môi giới, tất cả đều bị ảnh hưởng và sẽ có sự chen chân rất là gắt gao của pháp lý Hoa Kỳ và cái thị trường của chúng ta ha. Rồi, nói về cái thông tin tiêu cực như vậy là đủ rồi, thì mình nghĩ rằng mình sẽ chuyển sang một cái thông tin tích cực hơn đến cho anh em. Thì vào ngày hôm qua đó thì chúng ta đã nhận được một cái thông tin rất là bất ngờ luôn, là CEO của Apple là Tim Cook thì ông đã tiết lộ rằng là cá nhân ông cũng đầu tư vào tiền mã hóa nữa đó. Nhưng mà chúng ta hãy phân biệt rạch ròi một tí ở đây nhé, tức là cá nhân của CEO Tim Cook ông đầu tư vào tiền mã hóa mà thôi, chứ điều này không có nghĩa rằng là Apple sẽ nhảy chân vào lĩnh vực tiền mã hóa của chúng ta đó. Thì trả lời phỏng vấn tại một cái hội nghị Dealbook vào ngày hôm qua đó, thì cá nhân ông Tim Cook ông nói rằng là cá nhân của ông thì ông có đầu tư vào tiền mã hóa để ông làm đa dạng hơn cái danh mục đầu tư của ông, nhưng mà ông không có khuyên mọi người rằng là nên đầu tư vào cái thị trường này vì cái tính rủi ro và cái sự biến động của nó. Và cái điều này dĩ nhiên á, là nó đã gây một cái cú sốc lớn, một cái bất ngờ lớn đối với những người tham gia vào thị trường này. Do you own crypto and any Bitcoin or Ethereum? Would you play around with this? I do. Yeah, I think it's reasonable to own it as a part of a diversified portfolio. And I'm not giving anybody investment advice, by the way. Tim Cook cũng đang giữ một cái vị trí là giám đốc điều hành của Apple, một cái công ty, một cái tập đoàn rất là lớn hiện nay. Nhưng mà về cá nhân ông mà thôi, và ông cũng bác bỏ rằng là Apple sẽ có khả năng là sẽ đầu tư vào tiền mã hóa, tham gia vào lĩnh vực này, thậm chí là chấp nhận Bitcoin nữa. Nhưng mà vì cái tuyên bố này của ông nó cũng đã gây ra một cái sự bất ngờ rất là lớn đối với cộng đồng tiền mã hóa nói chung. Và đây cũng là một cái tín hiệu rất là tốt để cho chúng ta thấy được rằng là những người đứng đầu ở những công ty, những tập đoàn lớn họ cũng đang tham gia vào thị trường giống như chúng ta vậy. Đó, và cái điều này á, mình nghĩ rằng nó còn có một cái tác động về mặt tinh thần nữa nè, về mặt tinh thần rất rất là lớn đối với những người họ tham gia vào, và cái niềm tin của họ đối với cái thị trường này nó chưa có được hình thành rõ ràng như thế nào. Thì nhờ vào những cái thông tin này từ những cái vị giám đốc đầu tư lớn có tầm cỡ, có tiếng nói, sẽ ảnh hưởng như thế này, thì ngày càng cái niềm tin vào cộng đồng nó sẽ ngày càng được vun đắp thêm nữa. Và cái điều này là một cái điều mà mình cho rằng là nó tối quan trọng đối với thị trường tiền mã hóa của chúng ta, tại vì như anh em cũng đã biết rồi, thị trường của chúng ta thì hết 60-70% là niềm tin rồi, đúng không? Niềm tin từ cộng đồng rồi, còn lại thì chúng ta mới nói những cái câu chuyện về mặt công nghệ, về mặt lâu dài và nhiều mặt khác nữa. Nhưng mà dừng chân ở thời điểm hiện tại thì thị trường của chúng ta vẫn đang chiếm phần lớn là do niềm tin từ cộng đồng mà thôi. Đó. Và chúng ta hãy đi đến một cái thông tin tiếp theo đi. Thì trong tuần này đó có một thông tin lớn nữa mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em, tức là SEC sẽ đưa ra một cái phán quyết về cái quỹ ETF Bitcoin giao ngay trong tuần này luôn. Đó, và cụ thể là vào ngày 14 tháng 11. Đó, thì tại sao cái thông tin này nó lại lớn? Vì anh em biết rằng là trước đây SEC đã phê duyệt và chấp thuận một cái quỹ Bitcoin ETF rồi, đầu tiên xuất hiện tại Hoa Kỳ rồi. Nhưng mà thật sự đó, cái quỹ ETF Bitcoin đó thì nó chỉ hoàn toàn dựa trên hợp đồng tương lai và đối chiếu với những hợp đồng tương lai ở trên sàn giao dịch CME mà thôi, chứ hoàn toàn chưa có một cái ETF Bitcoin giao ngay nào cả. Và cho đến ngày hôm nay, trong tuần này, thì SEC sẽ có cái phán quyết cuối cùng về cái việc là có chấp thuận hay không một cái quỹ ETF Bitcoin giao ngay sẽ xuất hiện trên thị trường của chúng ta. Mà cụ thể đó là cái quỹ ETF Bitcoin giao ngay này là quỹ VanEck. Thì cái chặng đường mà VanEck đề xuất cái quỹ ETF Bitcoin giao ngay này nó cũng không hoàn toàn là bằng phẳng đâu anh em. Đó, họ đề xuất lên rồi họ bị bãi bỏ, xong rồi họ lại trì hoãn, họ đề xuất lui, họ đề xuất tới. Thì đến bây giờ nó mới được có một cái kết quả rằng là ok, sẽ tuyên bố rằng là tôi sẽ xem xét và đưa ra cái quyết định cuối cùng trong tuần này. Và mình cũng rất là hy vọng rằng cái thông tin này đó, đến một cái điểm mấu chốt cuối cùng, SEC sẽ đồng ý để cho phép mở một cái quỹ ETF Bitcoin giao ngay
lần đầu tiên xuất hiện tại Hoa Kỳ và cũng là một cái cột mốc mình nghĩ rằng là nó còn lớn hơn cái ETF Bitcoin dựa trên hợp đồng tương lai trước đây, cách đây vài tuần mà SEC vừa chấp thuận nữa. Tại vì anh em có thể hiểu được rằng đó là một cái quỹ ETF Bitcoin giao ngay, nó không hoàn toàn dựa trên hợp đồng tương lai của CME hay là các sản phẩm phái sinh, mà nó dựa trực tiếp vào giá của Bitcoin luôn. Đó, vì thế nó mở ra một cái cơ hội cực kỳ khổng lồ để các nhà đầu tư họ nhảy vào, không chỉ là những nhà đầu tư họ am hiểu về lĩnh vực tiền mã không đâu, mà những nhà đầu tư tài chính truyền thống, những tổ chức lớn họ cũng nhảy vào nữa. Và cái điểm đáng lưu ý ở đây tức là nó dựa trên cái sự biến động giá của Bitcoin ở trên thị trường giao ngay, chứ không phải là ở trên một cái dựa trên một bên thứ ba như là hợp đồng tương lai ở trên CME. Thì cái điều này nó sẽ thúc đẩy rất là mạnh đối với các nguồn tiền họ đổ trực tiếp vào các sản phẩm ETF Bitcoin giao ngay này, và từ đó giá Bitcoin của chúng ta sẽ được hưởng lợi rất là nhiều ở trên thị trường giao ngay. Đó, vậy thì mình nghĩ rằng là chắc hẳn những anh em đang xem video ở đây cũng đã rất là hy vọng cùng mình rằng là SEC sẽ không từ chối nữa mà sẽ chấp nhận một quỹ ETF Bitcoin giao ngay vào cái thời điểm cuối cùng, và điều đó nó sẽ mở ra một cái kỷ nguyên mới, theo mình đúng nghĩa là một kỷ nguyên mới và là một trang sử mới đối với Bitcoin trong tương lai. Rồi, và tiếp theo chúng ta cũng đã ghi nhận một cái thông tin rất là tích cực trong tuần này, tức là Mastercard đó nên thì họ đã ra mắt một cái thẻ liên kết tiền mã hóa trên khắp cái khu vực của chúng ta nè, đó chính là châu Á Thái Bình Dương. Và tại sao á mình lại cho rằng là cái thông tin này là một cái thông tin lớn tiếp theo, thì anh em hãy nhìn vào cái báo cáo của Kairos bên mình đã làm vào hồi tháng cỡ khoảng tháng 9 á, thì anh em thấy á là cái bảng xếp hạng tỷ lệ dân số tham gia đầu tư vào tiền mã hóa của chúng ta, thì dĩ nhiên chúng ta rất là tự hào Việt Nam đứng số 1 rồi. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào 10 cái quốc gia mà có cái tỷ lệ dân số họ tham gia đầu tư vào cái thị trường này, thì anh em thấy không, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đã 7 trên 10 quốc gia thuộc về châu Á rồi. Đó, mà hiện tại đó Mastercard là một cái, thực sự là một gã khổng lồ thanh toán bên cạnh Visa rồi gì đó, Western Union chẳng hạn đó. Thì cái sức ảnh hưởng của Mastercard rất 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 là lớn, và bây giờ họ đã quyết định họ mở một cái thẻ liên kết tiền mã hóa ở trên khu vực châu Á Thái Bình Dương, một khu vực mà đứng hàng đầu về tỷ lệ người tham gia vào lĩnh vực tiền mã hóa. Thì ở đây chúng ta cũng đã thấy được rằng là cái sự áp dụng đó và cái mức độ phổ biến của tiền mã hóa nó đã tăng rất là nhiều lần, và nó đã thuyết phục được Mastercard mở ra cái dịch vụ của họ tại cái khu vực châu Á Thái Bình Dương, và kết hợp với những cái quốc gia phần lớn đang hoạt động vô cùng tích cực ở đây, thì mình nghĩ rằng là cái xu hướng phát triển của tiền mã hóa nó sẽ không dừng lại ở đây đâu, mà nó còn sẽ tạo một cái bệ phóng rất là lớn ở trong tương lai nữa. Và thậm chí khu vực châu Á của chúng ta sẽ ngày càng khẳng định mình, khẳng định vị thế của mình ở trên thị trường, và điều đó nó sẽ gây ra một cái tiếng vang lớn đối với những quốc gia ở nhiều khu vực khác như là về châu Âu, về châu Mỹ, về châu Phi chẳng hạn đó anh em. Ok, vậy thì chúng ta hãy đến tiếp theo về những cái chỉ số của Bitcoin đi. Thì ngay sau khi mà Bitcoin đạt cái mức phá vỡ cái mức đỉnh của mình đó tại 67.000 đô và thiết lập một cái mức đỉnh mới, thì chúng ta cũng đã nhận được những cái tín hiệu rất là lạc quan rằng là cái số lượng cá voi mà đang nắm giữ Bitcoin đó từ 10.000 đô tới 100.000 đô nó đang ngày càng tăng trưởng mà thôi. Và điều này nó thể hiện cho chúng ta thấy được rằng là những cá voi tay to trên thị trường họ đang rất là tích cực tích lũy Bitcoin, và họ từ chối bán ở mức giá này, tại vì họ mong rằng là cái sự tăng trưởng của Bitcoin trong tương lai, không chỉ riêng vào cuối năm nay đâu, mà trong tương lai sẽ càng tăng trưởng hơn nữa và vượt qua được những cái đỉnh mà Bitcoin đã thiết lập trước đây. Như anh em thấy rằng là trước đây Bitcoin đã thiết lập ở đỉnh 65.000 đô, Bitcoin cũng đã phá vỡ rồi. Sau đó Bitcoin thiết lập ở mức đỉnh mới là 67.000 đô, cũng phá vỡ qua luôn. Thì trong tương lai các cá voi này hoàn toàn tự tin rằng là sẽ phá vỡ qua. Và đúng theo dự đoán của Plan B là trong năm nay chúng ta sẽ đạt ngưỡng là 135.000 đô vào tháng 12 năm 2021. Đó, thì nói về Plan B thì mình cũng xin cung cấp đến cho anh em một cái dự đoán mới của Plan B. Thì ở trong những cái video lần trước mình làm đó cho anh em đó, thì mình cũng đã chia sẻ rằng là cái mô hình stock to flow của Plan B, khi mà ông áp dụng, ông dự đoán vào cái thị trường tiền mã hóa của chúng ta này, thì đến hiện tại nó vẫn đang đúng. Ông đã dự đoán tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 11, đến thời điểm hiện tại tất cả mọi chỉ số mà giá Bitcoin đạt được nó vẫn đang đi theo đúng kế hoạch như vậy. Nhưng mà mới đây thì ông đã cho ra một cái mô hình stock to flow để dự đoán rằng là trong cái chu kỳ này nha anh em, trong cái chu kỳ này đó
thì cái thời gian trong cái chu kỳ này thì ông không có đưa ra rằng là nó sẽ kéo dài đến bao lâu, nhưng mà ông dự đoán là trong cái chu kỳ này đó thì dựa theo mô hình stock to flow này thì Bitcoin sẽ đạt tới khoảng là 288.000 đô đó. Anh em nên phân biệt rõ ràng rằng là cái mức giá 135.000 đô mà ông nói vào khi mà Bitcoin đạt được vào tháng 12 năm nay á, nó khác hoàn toàn với cái chu kỳ này nha. Tại vì chu kỳ nó có thể kéo dài đến 1 năm, 6 tháng, 8 tháng gì đó thì nó hoàn toàn khác. Thì theo ông á là cái chu kỳ này, Bitcoin có thể đạt được 288.000 đô và nó có thể kéo dài đến năm 2022. Và để đạt được cái mức giá này đó thì ít nhất thị trường vẫn phải có một số cái động lực bùng nổ, một số cái động lực mạnh mẽ hơn nữa vào năm 2022 để chúng ta có thể thấy được rằng là cái chu kỳ mà Bitcoin đạt được để đạt tới mức giá 288.000 đô la nó sẽ xảy ra vào năm 2022. Và ông nói rằng là chúng ta hãy cùng nhau mà chờ xem rằng là cái chu kỳ tiếp theo của Bitcoin có thể đạt được mức giá hay không. Và đây cũng chỉ là một dự đoán mà thôi, chứ không phải là một lời khuyên đầu tư nào cả đến cho anh em. Nên đây cũng là một cái nguồn tham khảo cho anh em nha. Nhưng mà mình nghĩ rằng đây cũng là một cái nguồn tham khảo về mặt lạc quan rất là uy tín. Tại vì là tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 ông đã đều dự đoán trúng rồi. Thì không có lý do gì mà chúng ta lại không có dành một cái phần trăm lớn để mà chúng ta có thể tin vào cái biểu đồ này, cũng giống như là những cái dữ liệu của ông. Và đối với một người cực kỳ bullish như mình thì khi mà mình nhìn vào cái dự đoán của ông thì mình rất là hạnh phúc luôn. Mình phải nói là mình rất là hạnh phúc. Rồi, chúng ta đã đi qua một số những cái thông tin chính đối với thị trường Bitcoin, đối với cái đồng tiền mã hóa hàng đầu của thị trường rồi. Vậy thì chúng ta hãy đi đến một số altcoin đi. Thì như anh em thấy rằng á, là cũng trong ngày hôm nay đó thì Ripple XRP đó thì họ đã tung ra một cái sản phẩm mới mà mình cho rằng đây là một cái bước ngoặt lớn nha, một cái bước ngoặt lớn vào thời điểm hiện tại đối với XRP. Thì anh em thấy được rằng là bất chấp những cái sự kiện, những cái lằn ngoằn, những cái rắc rối pháp lý mà XRP đang phải đối mặt với SEC đó, thì bất chấp luôn, bây giờ XRP không hề quan tâm đến cái đó nữa mà quyết định tung ra một cái sản phẩm mới, một cái dịch vụ mới có tên là Liquidity Hub. Thì cái dịch vụ này đó nó sẽ mở ra một cái cánh cổng để cung cấp cho các tổ chức tài chính lớn, những cái khách hàng doanh nghiệp lớn của Ripple có thể truy cập đầu tư vào tiền mã hóa. Ồ, một cái thông tin cực kỳ giá trị luôn mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em ngay trong ngày hôm nay. Và Ripple cho biết đó là những cái khách hàng doanh nghiệp của họ không phải là những khách hàng cá nhân nha anh em, mà cái sản phẩm này hướng đến những khách hàng tổ chức, những khách hàng doanh nghiệp lớn. Thì Ripple cho biết đó là những cái doanh nghiệp này đó họ có thể được cung cấp bằng đồng, những cái đồng đang phổ biến hàng đầu thị trường như là Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ethereum Classic, Bitcoin Cash và XRP nữa. Đó, và trong tương lai đó cái dịch vụ này nó có thể mở ra thêm nhiều cái đồng altcoin khác giống như là lĩnh vực NFT dành cho các tổ chức doanh nghiệp có thể rót tiền vào đây. Thì đây là một cái thông tin mà mình nghĩ rằng là Ripple đang thực hiện rất nhiều nỗ lực. Và dường như theo cái cảm giác cá nhân của mình đó, mình trở lại năm 2017-2018 đi, thì vào tầm khoảng cuối cái chu kỳ uptrend vào năm đó thì tầm khoảng cuối năm và thời điểm hiện tại nè, kéo dài đến tháng 12, tháng 1 năm 2018 thì Ripple bay cực kỳ ghê. Và đã có lúc đó Ripple lật đổ Ethereum để trở thành đồng coin lớn thứ hai thị trường đó. Thì dạo gần đây đó, thì anh em cũng đã thấy là Ripple đang thực hiện những cái nỗ lực đó. Và nó tương tự như cái câu chuyện mà mình vừa chia sẻ từ năm cuối năm 2017-2018. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ xem rằng là với những cái nỗ lực hiện tại của Ripple, đó như là dịch vụ Liquidity Hub, hoặc Ripple đã mở ra một cái như là cái công cụ thanh khoản đầu tiên ở cái hành lang Trung Đông Bắc Phi đó, và XRP sẽ sắp được phát hành trên Ethereum nữa. Thì với những cái nỗ lực như vậy từ đây kéo dài đến ở cuối năm, thì chúng ta hãy cùng chờ xem rằng là XRP liệu có thể lặp lại cái câu chuyện mà đã từng được xảy ra vào năm cuối năm 2017-2018 hay không, khi mà pump rất là mạnh và lật đổ luôn cả Ethereum. Nhưng mà mình rất mong rằng là cái câu chuyện đó nó sẽ xảy ra để nó tạo ra một cái tính cạnh tranh giữa những cái altcoin phổ biến hàng đầu thị trường hiện nay đó. Tại vì là khi mà một thị trường nó phải có một cái sự cạnh tranh, nó phải có một cái sự gọi là vượt mặt nhau giữa cái altcoin thì nó mới tạo ra một cái độ hấp dẫn đối với thị trường để có thể mà kéo được dòng tiền của các nhà đầu tư vào nữa. Nhưng mà mình cũng xin chia sẻ một cái vế còn lại, tức là vào năm 2017-2018 thì ngay sau khi mà Ripple thực hiện một cái cú pump như vậy, các đồng coin pump liên tục như vậy, thì chúng ta đã có một cái cú sập ngay sau đó lập tức luôn.
và cái vế còn lại này liệu nó có xảy ra vào cuối năm nay hay không và đầu năm sau hay không. Thì bây giờ trên thị trường đang chia thành hai trường phái. Một trường phái là cho rằng là ok, mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng chu kỳ của nó mà thôi. Cuối năm thì sẽ có những cái đồng coin rất là thế hệ cũ, rất là già cổ như là XRP nè, như là ADA nè. Đó như là những, hoặc là những cái đồng coin mà nó đã, dường như nó đã bị ạch trong khoảng thời gian khá là dài thì nó sẽ bơm một cái đợt cuối như vậy để mà kéo thị trường đi lên, và sau đó sẽ có một cái cú sụp trên tổng thể thị trường và chúng ta sẽ đi vào downtrend. Nhưng mà cũng có một cái trường phái khác, họ lập luận rằng là cái cuộc chơi bây giờ nó đã quá là khác biệt so với năm 2017 và 2018 rồi. Bây giờ chúng ta có những tổ chức lớn như là Mastercard, như mình chia sẻ, chúng ta có ETF. Chứ hồi đó chúng ta làm gì có ETF đâu, đúng không anh em? Hồi đó là chúng ta phải nói là một cái giai đoạn nó cực kỳ thô sơ luôn. Nó chỉ là những cái nhà đầu tư bán lẻ như là mình hoặc là anh em chơi chung với nhau thôi. Và lâu lâu chúng ta có ông này ông kia nhảy vào, nhưng mà nó thực sự không phải tạo ra một cái bước ngoặt lớn, một cái dòng vốn lớn. Nhưng mà hiện tại chúng ta đã có rất nhiều dòng vốn lớn đổ vào rồi. Chúng ta có sự chấp thuận, chúng ta có sự áp dụng ở trên về mặt quy mô quốc gia rồi, như là El Salvador chẳng hạn. Thì không thể nào chúng ta lặp lại chu kỳ đó một lần nữa và thị trường sẽ đi theo một cái chu kỳ mới. Thì hiện tại có hai cái nguồn lập luận và tranh cãi như vậy. Thì nếu anh em nào mà có một cái quan điểm cá nhân của mình rằng là cái chu kỳ hiện tại tăng trưởng của Bitcoin nó sẽ lặp lại hoặc là nó sẽ đi theo một cái xu hướng khác, thì anh em có thể đừng ngần ngại để mà bình luận ở bên dưới để cho mình biết rằng là cái ý kiến, cái quan điểm của anh em về cái thị trường này trong năm nay và trong năm sau nó sẽ ra sao nha. Ok, vậy mình tiếp tục thôi. Thì tiếp tục chúng ta sẽ đến với Solana đi. Thì như anh em cũng biết đó, thì ở video lần trước mình có chia sẻ rằng là cái xu hướng mà các nền tảng họ tung ra những cái chương trình kích thích cái quỹ phát triển hệ sinh thái của họ là họ đã tung ra hết rồi. Nhưng mà hiện tại chúng ta có cái ông lớn nào chưa tung ra. Thì hiện tại có hai ông lớn mà mình đã đề cập cho anh em ở video lần trước, đó chính là Tron, TerraX và Solana. Thì Tron thì mình cũng không có hy vọng cho lắm, tại vì là Tron so với cái mức tăng trưởng ở trong năm nay và những cái thế mạnh của Tron họ phát triển thì nó vẫn khá là thầm lặng đó anh em. Và mình đặt trọng tâm của mình vào Solana nhiều hơn. Thì đến thời điểm hiện tại đó, thì Solana đó họ vẫn chưa có công bố một cái quỹ phát triển hệ sinh thái nào cả. Nhưng mà họ đã liên tục nhỏ giọt để mà lập ra những cái quỹ nó theo từng mức độ nhỏ đó anh em, chứ họ không có bùm một phát mà họ tung ra một cái quỹ lớn như là những cái nền tảng khác như là Avax, Phantom, Near hoặc là BNB. Thì mới đây thì họ đã theo một cái trend Metaverse Gaming và họ đã lập một cái quỹ là 100 triệu USD để họ đầu tư vào cái mảng này. Và sau đó đó họ cũng lập được một cái quỹ là 100 triệu để phát triển những cái ứng dụng mạng xã hội đó, chứ mạng xã hội anh em. Thì đây, đó chỉ là những cái bước hành động đầu tiên của Solana khi mà họ mở những cái quỹ để phát triển những cái mảng khác nhau mà thôi, chứ thật sự họ chưa có công bố một cái quỹ lớn nào hoàn toàn đó. Thì đây thì mình không biết đây có phải là một cái chiến lược của Solana hay không, một cái chiến lược làm nóng như là làm nóng lên cái thị trường này vậy. Tức là bây giờ tôi sẽ công bố đầu tư 100 triệu quỹ này, 50 triệu quỹ kia, 20 triệu quỹ nọ để làm nóng lên cái sức hút và cái sự phấn khích của các nhà đầu tư đang mong đợi rằng là Solana sẽ có một cái gói phát triển hệ sinh thái chỉnh chu và có thể là lớn nhất từ trước đến nay so với các đối thủ cạnh tranh hay không. Thì điều đó là điều mà chúng ta cần phải chờ đợi trong tương lai, hoặc là họ cũng có thể đi theo một cái chiến dịch khác, như là họ sẽ không có công bố một cái cục lớn như vậy mà họ sẽ phân bổ nó ra như là 100 triệu vào đây, 50 triệu vào đây, và nó sẽ đi theo một cái đường dài. Và khi mà chúng ta tổng hợp lại cái số tiền mà họ đổ vào những cái mảng mảng như vậy thì nó cũng lớn không kém gì những cái đối thủ cạnh tranh đã từng tung ra trước đây. Thì chính vì những cái bước làm nóng như thế này đó, thì anh em cũng đã thấy rằng là vào thứ hai đó anh em, thì Solana đã đánh bại cả Tether, đã đánh bại cả ADA để có thể mà leo lên vị trí thứ tư của bảng xếp hạng 4 hoa thị trường đó. Nhưng mà tại vì thời điểm mình làm video đến cho anh em là hôm nay là ngày 10 tháng 11 thì Solana đã rớt rồi và hiện tại là đang nằm ở vị trí thứ 6 ha. Nhưng đã có lúc Solana đã leo lên vị trí thứ 4 và cái mức vốn hóa của Solana đạt được đó là 75 tỷ đô đó anh em. Và cái thông tin cuối cùng mà mình muốn gửi đến cho cộng đồng của ADA đó, thì mình không biết là cái ADA này mình đọc nên đọc là ADA hay ADA nữa, nhưng mà mình sẽ đọc là ADA đi ha để cho gần gũi với anh em. Thì ADA đó
thì vào tầm khoảng tháng 8 đó anh em, thì đã lộ ra một cái tin đồn rằng là nhà sáng lập của ADA đó là ông George Hutchinson, thì ông sẽ xây dựng một cái cơ chế mà mình hay gọi là cơ chế đốt coin đó anh em, để có thể mà đốt đi một cái lượng coin nào đó của ADA một cách vĩnh viễn, để mà từ đó có thể thúc đẩy cái sự giá trị, cái việc khan hiếm của ADA lên một cái mức mới, và từ đó giá của ADA cũng sẽ tăng trưởng theo. Thì vào tầm khoảng là tháng 7, tháng 8 đã rộ lên một cái tin đồn đó rồi. Đó, và cái điều này nó làm cho cộng đồng của ADA cực kỳ kỳ vọng vào cái điều này luôn. Nhưng mà cuối cùng đó, thì vào ngày 8 tháng 11 đó, thì ông George Hutchinson, ông đã đích thân lên tiếng rồi là đội ngũ của ADA sẽ không thực hiện cái cơ chế này và cũng sẽ không có xây dựng cái cơ chế đốt này luôn. Vì sao? Vì ông cho rằng á là ông cũng đang sở hữu cái lượng ADA, cộng đồng cũng sẽ đang sở hữu một cái lượng ADA, và nếu nên phải thực hiện một cái cơ chế đốt này thì nó chẳng khác nào một cái hành động mà chúng ta cưỡng chế, chúng ta tịch thu số lượng ADA từ một ai đó và chúng ta tiêu hủy chúng vậy. Và ông cho rằng á đây là một cái hành động đáng hổ thẹn đối với ADA từ trước đến nay. Tại vì sao? Tại vì là nó đang phá hủy cái tính toàn vẹn của cái cấu trúc của ADA được đưa ra ngay từ ban đầu, ngay từ những cái viên gạch đầu tiên mà nền tảng đã thiết lập phát triển ở trong cái hệ thống rồi. Nên là cái việc bây giờ sửa đổi một tí hay là thiết lập một cái cơ chế mới, nó dường như là nó đã phá hủy tất cả, và nó là đi ngược lại với cái tính ổn định và phát triển lâu dài của ADA nữa. Nên là ông sẽ không có bất kỳ một cái động thái nào để mà có thể xây dựng một cái cơ chế, một cái chính sách đốt coin nào cả trong tương lai. Mặc dù là theo anh em biết rằng là bây giờ cái số lượng, cái tổng nguồn cung của ADA thực sự là nó rất là lớn luôn. Để mình click vào cho anh em xem. Thì đây anh em có thể thấy là cái tổng nguồn cung của ADA thì nó lên tới khoảng là 45 tỷ ha. Đây, nó supply 45 tỷ. Đó, và hiện tại đang lưu hành là khoảng là 33,28 tỷ ADA rồi. Đó, và ông cũng đã lấy dẫn chứng một cái đồng coin cũng đã thực hiện đốt coin mà nó không có thực sự hiệu quả. Tại vì khi mà ông phủ nhận và ông nói rằng là nền tảng của chúng tôi sẽ không thực hiện đốt coin đó, thì cộng đồng cũng đã có những cái thành phần họ đã biểu quyết lại rằng là tại sao lại không, khi mà trong khi những BNB đó anh em, BNB cũng thực hiện đốt, và cái thực hiện cái chính sách thực hiện tiêu hủy coin của họ đó cũng đã gây một cái tác động rất là tích cực đối với nền tảng của họ mà. Đó, thì ông cũng đã lấy dẫn chứng rằng là cái đồng Stellar đó anh em, là cái đồng XLM này nè, cũng đã từng thực hiện một cái hình thức đốt coin như vậy rồi, một cái quá trình như vậy rồi, nhưng mà không đạt được một cái sự hiệu quả, huống chi là những cái nền tảng khác. Và ông cũng đã thể hiện một cái sự tự tin đối với ADA rằng là ông không cần đốt luôn. Đó, dĩ nhiên ADA cũng sẽ có những cái bước phát triển trong tương lai, và ông quyết định là đi theo một cái con đường ổn định dài hạn và từ từ phát triển lên, chứ không cần phải là thông qua việc đốt coin để mà có thể thúc đẩy một cách nhanh chóng làm gì cả. Đó, thì đó là những cái điều, những cái triết lý, những cái lý tưởng mà George Hutchinson đưa ra đối với ADA. Thưa anh em, thì mình nghĩ rằng cái video của mình đến thời điểm này nó đã khá là dài rồi đấy. Nên là mình cũng xin cảm ơn anh em và xin tạm dừng video tại đây. Và cảm ơn anh em đã đồng hành cùng mình ở trong video lần này. Và nếu anh em thấy hay hoặc là anh em thấy những cái thông tin của mình mang đến cho anh em hữu ích, thì anh em có thể đóng góp cho kênh của Coin68 một nút subscribe, một nút like để cho bọn mình có nhiều động lực hơn để có thể làm cho anh em những cái video hữu ích sau này nữa nha. Ok, một lần nữa mình xin cảm ơn anh em và tạm biệt anh em nha. Hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.